Ngày xưa là Anna sinh non. Lúc mà mẹ Thi nghĩ là tầm khoảng độ 9 tháng thì mẹ Di mới sinh Anna. Nhưng mà anh ở Anna có hơn 7 tháng rưỡi thôi là Anna đã đòi chào đời rồi. Thế cho nên là mẹ Thi rất là lo lắng. Chính vì thế mà cái việc mà mẹ Thi Ba Hiền đi hỏi rất là nhiều bác sĩ dinh dưỡng là với một em bé sinh non thì sẽ phải dùng sữa gì cho em bé. Bởi vì có một lý do, đó chính là mẹ Thi rất là ít sữa mọi người. Đối với những ba mẹ mà có con của mình trong cái độ tuổi từ 1 đến 10 á, mà có những cái bé mà gọi là còn lười ăn này, chậm tăng cân này, hoặc là sức đề kháng kém á, thì cái việc mà tìm sữa, nguồn sữa cho con mình là điều rất là quan trọng. Trong Gonilac Grow này thì nó có cái thành phần sữa non và có tổ yến nữa. Chính vì thế mà nó kết hợp vào thì làm cho cái thành phần dinh dưỡng cũng đề kháng của em bé rất là tốt. Sữa của Anna này, Anna 1 triệu. Mẹ Thi thì rất là muốn được chia sẻ cái kinh nghiệm của mình dành cho các ba mẹ. Mẹ Thi thì rất là quan tâm đến các cái thành phần có trong sữa để làm sao cho em bé mình có đầy đủ dinh dưỡng. Chính vì thế mà sữa non tổ yến Gonilac Grow thì mẹ Thi lại cảm thấy rất là yên tâm, bởi vì đây là cái sản phẩm gần như là duy nhất trên thị trường Việt Nam. Sữa Gonilac Grow này thì nó có những cái thành phần lợi khuẩn và chất xơ hòa tan Imucamat để tác động đến hệ kích hoạt miễn dịch tự nhiên của cơ thể bé. Trong sữa non này còn có các vitamin nhóm B giúp cho con ăn ngon miệng hơn này. Vừa ăn ngon lại tiêu hóa tốt, cho nên là Anna tăng cân vèo vèo. Thời tiết giao mùa thì ba mẹ nên bổ sung các chất dinh dưỡng, tăng cường sức đề kháng cho con nha. Như Anna là Thi cứ cho con uống sữa non Gonilac Grow 2 lần mỗi ngày. Bởi vì trong sữa có hàm lượng cao kháng thể tự nhiên IgG là Thi rất yên tâm, vì đề kháng tốt thì con mới khỏe và có năng lượng để vui chơi và phát triển được. Và cái cách mà mẹ Thi hài lòng á, đó chính là không phải là để ở trong một cái hộp. Nhiều khi ba mẹ mà đi du lịch hay là những cái lúc mà bận rộn á, có thể dùng những cái gói nhỏ như này. Đấy là cái cách mà Thi thích nhất. Mọi người thấy không? Mình chỉ cần cho một cái gói này vào nếu như bé uống từ 40-60ml. Còn nếu như mà bé có thể uống được 120ml thì mình sẽ pha hai gói. Tự mỗi một cái gói sữa này đã chia ra được cái lượng cho mình. Thì chính vì thế mình không cần phải mang theo muỗng đổ vào. Đó. Thế Anna pha sữa cho mẹ nha. Đâu Anna làm nào. Đó. Đây nè. Đây, mình sẽ xé cái gói này ra này. Ba mẹ thấy không, rất là tiện lợi. Những cái lúc mà mình gọi là bận rộn công việc không thể mang theo đi đâu, cũng phải mang theo cả một cái hộp nặng. Đó, thôi mình sẽ đổ như thế này. Mẹ sẽ dạy Anna cách đổ nha. Này, sẽ dạy Anna cách đổ. Mình sẽ giữ như này ha. Đó, mình mở nó ra. Đó, rồi, Anna cái gì cũng thích làm cô chú ạ. Anna thì lúc đầu á, thì bé rất là biếng ăn, rồi còn lười ăn rau đó. Thế cho nên là mẹ thì đang muốn kết hợp là xay nhuyễn rau ra để cho bé ăn. Và từ hồi nếu mà ăn rau ăn cơm không thì không đủ. Thế cho nên là cái việc mà vừa kết hợp ăn rồi kết hợp với cả uống sữa non tổ yến Gonilac Grow này thì Thi cảm thấy nó rất là yên tâm, bởi vì mình nghĩ rằng là con sẽ đủ dinh dưỡng. Rồi, xong bây giờ Anna sẽ đậy vào nè. Rồi Anna lắc lên nha, rồi Anna giới thiệu cho mọi người nha. Mẹ Thi rất là hài lòng với cả sữa non tổ yến Gonilac Grow, bởi vì là như các ba mẹ thấy đấy, em bé thích này, thích cảm nhận được cái vị sữa này, thích được uống sữa này, và rõ ràng là làm cho em bé rất là sảng khoái. Vậy là Anna đã uống xong một bình tiếp theo rồi đấy ạ. Như vậy là đã uống 2 bình rồi. Anna thích không? Các ba mẹ thấy đấy, không biết là sữa Gonilac Grow này có cái thành phần gọi là làm sao mà làm cho em bé rất là mê. Anna không chỉ uống 1 bình, 2 bình mà bây giờ còn đòi con uống nữa. Em Anna là theo gen anh Huy, ngày xưa thì lười biếng ăn bú, còn bây giờ thì ăn rất là nhiều và bú rất là nhiều. Con muốn uống nữa à? Con thật muốn uống nữa không? Con nói nha, con nói là con muốn uống sữa. Em bé Anna đây à? Sữa mẹ Thi à? Ồ, đây là em bé Anna và mẹ Thi này. Cái sữa này là sữa Gonilac
bro, mẹ Thi. Em bé Anna. Em bé Anna. Chắc là sẽ để cho Anna cân đi. Bởi vì là các cô chú cũng rất là tò mò khi mà Anna uống sữa Goldilocks Bro xong thì Anna sẽ lên được bao nhiêu ký nhá. Từ một em bé 1.8 nhá. Hai, bạn Anna lên nhá. Bao nhiêu ký đây? 15 ký ba. Ô, 15 ký ba các cô chú ạ. À. Như vậy là bé Anna 15 ký ba rồi đó. Từ một em bé mà 1 ký 8, gần 1 ký 9 là phải mất hơn gần 1 tháng nằm trong lồng kính. Mà bây giờ Anna 2 tuổi rưỡi, Anna đã 15 ký 3 và Anna cũng rất là cao. Goldilocks Grow cùng con phát triển tự nhiên. Còn bây giờ thì mẹ Thi và Anna sẽ xin chào. Hẹn gặp lại nha. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.